Xin chào tất cả các bạn, trong video sẽ giới thiệu và cài đặt bộ gõ tiếng Việt trong Windows sử dụng chương trình Unikey. Thì chương trình Unikey là chương trình cho phép chúng ta gõ tiếng Việt rất là mạnh mẽ hiện nay và phổ biến. Unikey cung cấp cho chúng ta nhiều các cái tiện ích giúp thực hiện chuyển đổi mã và hỗ trợ nhiều cái kiểu gõ tiếng Việt. Ngoài ra video còn hướng dẫn cách thức thêm ngôn ngữ mới vào cho Windows và có thể sử dụng cái bộ gõ của Windows để gõ tiếng Việt. Để có thể gõ được tiếng Việt ở trong Windows thì chúng ta có thể thêm vào chương trình gõ tiếng Việt được tích hợp sẵn ở trong Windows, hoặc là một cái cách rất là tiện ích là các bạn tải một bộ gõ Unikey. Đây là cái bộ gõ nổi tiếng và phổ biến hiện nay và mở nguồn mở, cho nên chúng ta có thể kích vào lựa chọn Unikey và truy cập tới trang unikey.vn. Ở trong trang chủ của Unikey thì chúng ta kích vào download Unikey để tải Unikey về máy và lựa chọn phiên bản Windows là 64 bit. Thì tùy theo máy của các bạn thì các bạn có thể tải cái phiên bản Windows 64 bit hoặc là 32 bit cho phù hợp. Thì ở đây là sẽ sử dụng phiên bản Windows 64 bit và bản cài đặt cho Windows 64 bit. Nhấn vào download. Và file Unikey đã được tải về máy. Sau khi tải về máy thì các bạn có thể kích vào để thực hiện cài đặt Unikey và nhấn Yes, nhấn OK. Ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn ngôn ngữ sử dụng trong cái quá trình cài đặt và để ngầm định đó là tiếng Anh. Các bạn có thể chọn là tiếng Việt, nhấn OK và nhấn Next, nhấn Next, nhấn Install để thực hiện cài đặt và nhấn Finish. Đây là giao diện của chương trình Unikey sau khi được cài đặt thành công. Và trong tình huống mà chúng ta muốn truy cập Unikey thì các bạn gõ ở trong cái hộp search của Windows, gõ Unikey và chạy Unikey. Và trong nhiều trường hợp mà chúng ta muốn truy cập nhanh Unikey thì các bạn có thể kích phải vào cái biểu tượng ở trên thanh taskbar và chọn chức năng đó là Bing to Taskbar, và sau đó đóng cái chương trình. Khi nào muốn chạy chương trình thì các bạn hình dung tức là chương trình sẽ chạy ngầm ở đây, thì chúng ta có thể kích phải và thoát chương trình. Sau đó kích trở lại cái biểu tượng được ping, tức là được đưa vào ở trong thanh taskbar và chạy chương trình. Khi nào các bạn muốn truy cập các thể hiện của chương trình thì kích đúp vào biểu tượng được hiển thị ở đây và có thể thực hiện hiệu chỉnh lựa chọn bản mã. Và bản mã ngầm định đó là Unicode. Tiếp đến là lựa chọn kiểu gõ. Thì hiện nay Việt Nam chúng ta có hai kiểu gõ phổ biến là kiểu Telex và kiểu Verni. Verni cho một số bạn ở miền Nam Việt Nam. Và kiểu Telex là kiểu gõ được phổ biến và sử dụng phổ biến cho miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Kích vào đóng cái chương trình. Và khi nào muốn mở lại thì các bạn kích vào và mở lại. Khi cài đặt Windows thì Windows cũng cung cấp cho chúng ta kiểu gõ, thì các bạn kích vào ở trong cái biểu tượng In, tức là English. Thì có thể thêm các cái ngôn ngữ và ở đây thì chúng ta có thể thêm vào Vietnamese Keyboard, tức là cái kiểu gõ tiếng Việt của chúng ta. Và nếu tùy chọn thì kích vào Language References và sẽ hiển thị ra cái cửa sổ cho phép là đưa vào các cái điều chỉnh cấu hình. Và sau đó thì các bạn kích vào Add Language, tức là thêm ngôn ngữ, và lựa chọn ngôn ngữ đó là tiếng Việt và kích vào tiếng Việt, nhấn Next và chúng ta chờ đợi để tiếng Việt có thể được cài đặt và kích vào. Nếu là chúng ta mong muốn sử dụng tiếng Việt hiển thị ở trên Windows, sau đó nhấn Install để thực hiện cài đặt.
Và Windows đang thực hiện cài đặt tiếng Việt cho Windows, cho hệ thống mà chúng ta chờ đợi để hoàn tất cái quá trình. Và đang diễn ra quá trình tải gói tiếng Việt cho Windows, thì chúng ta cũng chờ đợi để tải xong và Windows thực hiện cái quá trình cài đặt. Và các cái thiết lập về ngôn ngữ hiển thị là đã được thực hiện, và ở đây thì chúng ta nhấn vào Z để có thể thoát ra và đăng nhập vào lại để có thể áp dụng được cái ngôn ngữ mới cho toàn bộ màn hình hiển thị của Windows. Thì chúng ta có thể nhấn Yes để thoát, đăng xuất và sau đó có thể đăng nhập vào trở lại. Và chúng ta có thể đăng nhập vào trở lại Windows. Lúc này thì giao diện và toàn bộ cái thành phần chính của Windows đã được hiển thị tiếng Việt, và chúng ta thấy là đã thêm gần đây cũng như là hãy nhập vào đây để tìm kiếm, và phần hiển thị các cái thông tin thì chúng ta có thể kích vào để thấy được là tiếng Việt của chúng ta đã được áp dụng cho cái phần hiển thị ngày tháng năm ở trong Windows. Khi điều chỉnh các kiểu gõ trong Windows thì chúng ta có thể lựa chọn là gõ tiếng Việt hay là gõ tiếng Anh, và ngâm định kiểu gõ tiếng Việt đó là kiểu gõ Vni, và chúng ta có thể hiệu chỉnh sang kiểu gõ Tilde. Tuy nhiên thì lời khuyên là chúng ta nên dùng UniKey thay vì là sử dụng các cái kiểu gõ ngâm định được cung cấp theo Windows, vì kiểu gõ ngâm định cung cấp theo Windows thì không thể biến bằng việc là sử dụng UniKey, và chúng ta có thể là sử dụng cái chương trình UniKey để giúp cho chúng ta tùy chỉnh và có thể sử dụng thêm rất nhiều các cái tính năng khác. Ví dụ là kích vào phần mở rộng thì có thể là cho phép gõ tự do, rồi thực hiện là chuyển đổi ngâm định các cái ký tự vân vân. Rất là nhiều các tính năng mà chúng ta có thể khai thác ở trong UniKey. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.